Ông Nguyễn Phú Trọng, trong tư cách người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, đã gửi một thông điệp răn đe đến những kẻ thù vô hình, không có danh tính. Những người ông gọi là lợi dụng việc đấu tranh khắc phục khuyết điểm, tiêu cực để bôi nhọ kích động chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam và sự nghiệp cách mạng của nhân dân. Đối với những người dân bình thường đang chịu sự cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì có vẻ có điều gì không ổn, vì một đảng xấu thì sẽ bị phê bình, bêu diếu, không thể xem đó là lợi dụng để chống phá được. Ông Nguyễn Đăng Quang, cựu đại tá công an hiện nghỉ hưu ở Hà Nội, nhận định. Nhà lý luận chuyên giáo mà, thì người ta vẫn thường xuyên là lập luận như thế anh ạ. Và người ta không thấy rằng là có như cái khoái khoái như vậy. Tức là nói kiểu như thế là nói chỉ nói đấy được thôi. Thế cho nên là câu nói này thì có được dư luận đồng tình hay không thì bản thân những người đó đó người ta cười biết được là như thế nào rồi. Nhưng mà người ta cứ nói thôi. Tôi nghĩ rằng là cái câu nói đó là nó chẳng có cái giá trị gì lớn lao gì cả. Chẳng có cái giá trị thực tiễn nào hết. Hội nghị ngày 9 tháng 12, 2016 ở Hà Nội mang tên Hội nghị Cán bộ Toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 đương nhiệm về tăng cường chỉnh đốn đảng. Chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hàm ý vận mệnh của đảng và chế độ đang chao đảo. Theo lời ông Tổng Bí thư, toàn đảng cần nhận rõ rằng đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ là cuộc chiến đầy cam go, nhưng không thể không làm vì nó liên quan đến vận mệnh của đảng và chế độ. Bóng ma tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ đảng là gì mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho là đe dọa sự tồn vong của đảng và chế độ cầm quyền ở Việt Nam? Ngay khi Hội nghị Trung ương 4 khai mạc vào ngày 9 tháng 10, 2016 vừa qua, với cảnh báo về những biểu hiện gọi là tự diễn biến, tự chuyển hóa, tiến sĩ Hà Sĩ Phu, một nhà phản biện chính trị độc lập thuộc thế hệ tiên phong, đã từ Đà Lạt nhận định. Bản thân đảng của các ông ấy là nó chuyển biến theo cái hướng bất lợi cho đảng. Thế thì trước đây cái chuyện mà tự diễn biến, ấy, tự phân hóa, ấy, nó là hiểu theo cái nghĩa tức là các đảng viên ngày càng thấy rằng con đường đi độc tài chuyên chế của đảng và phi khoa học là không đúng, mà phải tiến dần sang phía dân chủ, pháp trị, mà là theo ý kiến nhân dân. Thế nhưng trước đây thì cái cụm từ ấy nó có nghĩa như vậy thôi. Nhưng mà gần đây đấy, thì cái cụm từ ấy nó có thêm một nghĩa mới là bộc lộ sự mâu thuẫn trong nội bộ đảng về mặt nhân sự. Chẳng những về mặt tư tưởng mà còn về mặt nhân sự có thể dẫn đến lật đổ nhau như ở đại hội đảng lần thứ 12 và thậm chí như ở cái vụ Yên Bái và đến cái vụ Trịnh Xuân Thanh nữa. Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 được xem là một nghị quyết cập nhật về vấn đề chỉnh đảng, làm rõ hơn bóng ma suy thoái trong đảng và đề ra biện pháp đối phó. Nghị quyết Trung ương 4 đưa ra một cẩm nang 27 điểm để nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và vấn đề tự diễn biến, tự chuyển hóa. Đặc biệt, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ được nhận diện bằng việc phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nguyên tắc tổ chức đảng hay đòi thực hiện đa nguyên đa đảng. Tư tưởng bất đồng chính kiến, chống đối trong nội bộ, sử dụng phương tiện truyền thông mạng xã hội để nói xấu, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của đảng cũng được cho là một trong các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Một điểm quan trọng được Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 quy kết cho hiện tượng tự diễn biến, tự chuyển hóa, cho thấy tình hình khá nghiêm trọng. Đó là sự phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng đối với báo chí, văn học, nghệ thuật, tác động lôi kéo lái dư luận xã hội không theo đường lối của đảng, cổ suý cho quan điểm, tư tưởng dân chủ cực đoan, thổi phồng mặt trái của xã hội, sáng tác quảng bá những tác phẩm văn hóa, nghệ thuật lệch lạc, hoặc điều gọi là bóp méo lịch sử, hạ thấp uy tín của đảng. Tình trạng tham ô nhũng nhiễu ở Việt Nam từ cấp thấp nhất lên tới cấp lãnh đạo
được xem như một sự thật không thể chối cãi. Có thể nói người dân Việt Nam đã quen sống chung với tham nhũng. Nghị quyết chỉnh đảng cũng bày tỏ quyết tâm chống tham nhũng và làm trong sạch đảng. Nhưng những nỗ lực này trong mấy nhiệm kỳ đã tỏ ra chưa đạt kết quả bao nhiêu. Cựu đại tá công an Nguyễn Đăng Quang từ Hà Nội nhận định. Trong lĩnh vực chống tham nhũng này, anh em tôi cho rằng có một cái nghịch lý rất lớn, tức là lãnh đạo đảng càng hô hào chống tham nhũng, càng ra nhiều nghị quyết chỉ thị chống tham nhũng, thì cái tham nhũng này nó lại càng khỏe ra, nó càng mạnh lên. Cho nên tôi cho rằng đúng trong lĩnh vực này thì là đánh tham nhũng, chống tham nhũng chẳng qua chỉ là đánh trận giả, bắn chỉ thiên là chính thôi, cứ thực chất là không phải chống tham nhũng thật sự. Liên quan đến vận mạng của chế độ, Đảng Cộng sản Việt Nam đang thực hiện một chiến dịch chỉnh đảng toàn diện như lời ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị Cán bộ Toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 đương nhiệm về tăng cường chỉnh đốn đảng. Luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, trong phát biểu gần đây với chúng tôi có nói rằng nếu tình trạng tha hóa, tham ô tràn lan không ngăn chặn được, thì đảng và chế độ sẽ mất niềm tin, người dân không ủng hộ nữa. Trong hoàn cảnh như thế, thì cơ sở tồn tại của nhà nước sẽ rất thấp. Ngày hôm nay, trong hội nghị trực tuyến toàn quốc để học tập nghị quyết Trung ương 4 của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh đến hiện tượng tự diễn biến, tự chuyển hóa trong đảng và xem đây là một cuộc chiến không thể không làm vì nó liên quan đến vận mệnh của đảng và chế độ. Trong bài phát biểu, ông Nguyễn Phú Trọng nói Nghị quyết 4 đã chỉ ra những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống của các đảng viên và xem đây là một cuộc chiến đầy cam go mà khó mấy cũng phải thực hiện. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Quý Thọ, chuyên gia về chính sách công của Học viện Chính sách và Phát triển thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tư, cũng cho rằng tình trạng tiêu cực trong nội bộ đảng đã ở mức độ rất nghiêm trọng, ông nói với VOA. Cái tình hình ý là nó rất nghiêm trọng rồi. Còn những cái vấn đề mà người ta đánh giá trong nghị quyết 4 ấy, rồi tự chuyển biến, tự diễn biến, rồi những cái khía cạnh về đạo đức, rồi những cái phẩm chất của cán bộ lãnh đạo ấy, thì nó đã trở nên rất là nghiêm trọng. Đảng thì thường ra rất nhiều nghị quyết, nhưng mà cái việc thực hiện nó rồi kết quả ra sao thì báo cáo thì vẫn là tốt, nhưng mà cái tình hình nó chuyển biến như thế nào thì đúng là cả một vấn đề rất là phức tạp. Cũng trong bài phát biểu trước hội nghị ngày hôm nay, ông Nguyễn Phú Trọng cũng nhắc đến việc phải kết hợp hài hòa giữa xây và chống. Ông nói, chúng ta không sợ nói ra khuyết điểm tiêu cực, nhưng cũng không cho phép ai lợi dụng việc đấu tranh khắc phục khuyết điểm tiêu cực để bôi nhọ kích động chống phá đảng. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Thọ, ranh giới giữa chống tiêu cực và chống đảng là rất mong manh. Chuyên gia của Việt Nam nhận xét, tình trạng tiêu cực trong đảng qua các vụ chạy chức chạy quyền, tham nhũng, bổ nhiệm cán bộ đúng quy trình nhưng không đủ phẩm chất, hay hiện tượng hàng loạt các cán bộ chạy ra nước ngoài khi bị động, đã đến mức đáng báo động. Và việc chống tiêu cực trong đảng là điều hết sức khó khăn khi nó đòi hỏi phải cải tổ, thay đổi cả một hệ thống. Tiến sĩ Thọ nói. Phải có một cái sự đồng thuận rất là cao. Còn tuy nhiên là nếu như mà đồng thuận này mà nó còn có vấn đề, bởi vì trong số các cái lãnh đạo này thì người ta đương trong cái quá trình này người ta còn phải củng cố cái quyền lực của chính họ, vì không có quyền lực thì không thể chống lại được những cái tiêu cực này, bởi vì là những cái tiêu cực này thì nó đang núp bóng những cái quyền lực xưa đến nay cũng rất lớn rồi. Thì mà thậm chí là Tổng Bí thư đứng cũng có lần nhắc là chống này là ta chúng ta, cho nên rất là khó. Cái điểm thứ hai nữa là cái bây giờ người ta nhấn mạnh rằng là cái chống phá đảng này thì không phải là cái vấn đề ngoại xâm, nó là một cái vấn đề thôi mà thường thường như là rất là dễ nhận ra, nhưng mà với cái giặc nội xâm thì rất là khó nhận ra đấy, thì cho nên là cái việc này nó phải hoàn thiện cả thể chế, rồi cả những cái điều lệ đảng, rồi những cái quy chế trong đảng. Nếu như anh không cải tổ đảng trước thì việc chống này rất là khó khăn.
Gần đây, trong những vụ bê bối liên quan đến công tác nhân sự như vụ Trịnh Xuân Thanh, Vũ Huy Hoàng, những hình thức kỷ luật của Đảng Cộng sản như khai trừ đảng, cảnh cáo đã bị công luận cho là quá nhẹ và không có tác dụng, không hiệu quả. Tiến sĩ Thọ nhận định. Cách làm vẫn là vũ khí phê bình, như tự phê bình trong đảng, nó là một trong những cái vũ khí, đây là một cái cách làm quan trọng. Nhưng mà sau khi phê như thế này thì có đạt được vấn đề gì không? Sau một cái đợt học tập này, nghị quyết 4 này mà nếu như không có một cái ra được những cái đồng chí nào hoặc những biểu hiện nào, những cá nhân nào, cụ thể nào, có địa chỉ nào thì nó chỉ chung chung thôi, thì chắc chắn là người ta sẽ thấy cái tính hiệu quả nó thấp của cái việc này. Trong hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn nhấn mạnh đến tính chất nguy hiểm và hậu quả khôn lường của tình trạng tự diễn biến, tự chuyển hóa. Ông Trọng nói, tình trạng trên liên quan đến vận mệnh của đảng ta và chế độ ta. Tiến sĩ Phạm Quý Thọ cũng đồng ý với nhận định của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông nói, tình trạng tiêu cực nghiêm trọng hiện nay trong đảng chắc chắn sẽ có ảnh hưởng đến sự tồn vong của đảng và của chế độ nếu không tìm ra giải pháp giải quyết hiệu quả. Ông nói thêm với VOA. Tuy nhiên thì bây giờ làm như thế nào, giải pháp như thế nào để làm, đó là một cái bài toán hết sức khó. Tức là cái cải tổ trong đảng như thế nào và cải tổ trong nhà nước như thế nào, thì đây là những cái vấn đề mà hết sức cấp bách, mà đặt ra thì có vẻ như là chưa được cụ thể và chưa được rõ ràng lắm. Thế còn học nghị quyết xong nhưng mà còn những cái quy chế thì sửa như thế nào, rồi tất cả những cái việc mà triển khai cái nghị quyết này vào trong thực tế, cũng như là để làm sao đấy cái những cái vấn đề của đảng ấy, những cái nghị quyết của đảng, rồi những cái chỉ thị, rồi những cái chuẩn mực của đảng này, làm sao nó phải được luật hóa để cho bên chính quyền, bên chính phủ làm, liệu có làm được không? Đấy, cái đó là cái mà người ta đặt ra rất là nhiều vấn đề cải tổ trong cái thời gian tới. Chuyên gia về chính sách công của Việt Nam nhận định, nếu không có giải pháp đột phá mà chỉ quanh quẩn với việc học tập các nghị quyết, thì những tiêu cực cũng sẽ vẫn tồn tại và không giải quyết được vấn đề gì. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà ngày hôm 8 tháng 12 đã có cuộc họp với các nạn nhân vụ ô nhiễm môi trường do công ty Formosa ở Hà Tĩnh gây ra và hứa ông sẽ không làm bộ trưởng nữa nếu không giải quyết ổn thỏa hậu quả của vụ ô nhiễm. Cuộc họp cũng có sự tham dự của các luật sư đại diện cho người dân và đại diện của chính quyền địa phương. Luật sư Trần Vũ Hải, một trong những luật sư tham gia buổi họp, cho VOA biết về nội dung chính của cuộc họp kéo dài 4 tiếng ở thị xã Kỳ Anh, thuộc tỉnh Hà Tĩnh. Thì hai cái vấn đề được đặt ra, thứ nhất là về vấn đề giấy phép xả thải do Formosa và Bộ Tài nguyên Môi trường cấp ngày 1 tháng 12 năm 2015 đó. Là hiện nay các hộ dân đang khiếu nại và cho rằng là nó được cấp trái pháp luật. Cụ thể là chưa được tham vấn cộng đồng theo quy luật và nghị định của chính phủ về tài nguyên nước. Vấn đề thứ hai là các hộ dân cũng cư dân đã trình bày về các những vấn đề mà liên quan đến cuộc sống của họ ở xã Kỳ Lợi, Kỳ Anh, Hà Tĩnh hiện nay. Và ở trong cái cuộc gặp này có cả phó chủ tịch tỉnh và chủ tịch xã. Thế thì cả các dân đã trình bày và bộ trưởng cũng đã ghi nhận và sẽ đề nghị giải quyết địa phương hoặc trong khả năng của tài nguyên môi trường. Luật sư Trần Vũ Hải cho biết, người dân ở Kỳ Anh cũng đã có dịp trình bày hết những khó khăn thiệt hại mà họ cho là phải chịu gấp 3 lần những nạn nhân ở các vùng khác vì ảnh hưởng trực tiếp từ cống xả thải của Formosa. Đáp lại, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã yêu cầu chính quyền địa phương tiến hành các thủ tục để xem xét việc bồi thường thiệt hại tương xứng cho người dân. Đại diện của Bộ Tài nguyên Môi trường cũng thừa nhận đã có những nhận thức sai về vấn đề môi trường và sẽ rút kinh nghiệm, mong người dân thông cảm cho sự phát triển của đất nước. Luật sư Trần Vũ Hải cũng cho biết, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng đưa ra lời cam kết mạnh mẽ trong việc giải quyết những hậu quả của vụ ô nhiễm môi trường. Ông Bộ trưởng cũng có nói rằng là tôi đặt cái việc giải quyết vụ Formosa là sinh mệnh chính trị của tôi. Không những tôi chỉ là một công dân Hà Tĩnh, mà tôi phải có trách nhiệm làm bộ trưởng, tôi có trách nhiệm phải giải quyết. Và nếu mà không giải quyết được thì tôi đừng làm bộ trưởng.
Luật sư Trần Vũ Hải đánh giá hành động tiếp dân lần này của đại diện Bộ Tài nguyên Môi trường là một thái độ cầu thị mà kể từ khi xảy ra thảm họa môi trường ở vùng biển miền Trung từ tháng 4 đến nay, người dân chịu thiệt hại đã không thấy được từ phía các cơ quan đại diện cho chính quyền. Cũng theo luật sư Hải, riêng về vấn đề sai trái trong việc cấp phép đầu tư cho Formosa, cả hai phía đại diện người dân và chính quyền đều đồng ý sẽ bàn luận giải quyết tiếp trong những lần họp tới. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng, nói rằng sớm hay muộn thì chính quyền Việt Nam cũng sẽ bắt được ông Trịnh Xuân Thanh hiện đang lẩn trốn ở nước ngoài. Ông Tổng bí thư nói như thế trong một cuộc gặp cử tri quận Long Biên, thủ đô Hà Nội vào ngày hôm nay. Ông cho biết thêm là trong vụ án liên quan đến ông Trịnh Xuân Thanh đã có 8 cán bộ bị kỷ luật. Xin nhắc lại, ông Trịnh Xuân Thanh từng là một cán bộ quản lý cao cấp của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Sau đó, ông được chuyển sang làm phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang. Ông bị cho là có liên quan đến một vụ thất thoát hàng ngàn tỷ đồng tại Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Ông Trịnh Xuân Thanh bị Đảng Cộng sản Việt Nam khai trừ khỏi đảng sau khi ông công bố trên mạng một lá đơn xin ra khỏi đảng của ông khi được cho là đang trốn ở nước ngoài. Sau đó, chính phủ Việt Nam đã phát lệnh truy nã quốc tế đối với ông Thanh. Hiện không có một tin tức chính thức nào từ nhà nước Việt Nam cho biết ông đang trốn tránh ở đâu. Cũng liên quan đến vấn đề chống tham nhũng, khi trả lời câu hỏi của cử tri tại sao cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã về hưu, sao lại còn bị cách chức, ông Nguyễn Phú Trọng nói rằng Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đang chỉ đạo cho Quốc hội xây dựng căn cứ pháp lý để xử tội những trường hợp như ông Vũ Huy Hoàng. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hôm 4 tháng 12 đã lên tiếng giải thích về việc nhiều quan chức bị kỷ luật liên quan tới vụ việc của ông Trịnh Xuân Thanh sau khi nhận được chất vấn của cử tri quận Ninh Kiều, Cần Thơ. Trả lời câu hỏi của cử tri về việc chưa công bằng bởi người đứng đầu không bị gì mà cấp dưới lại bị xử lý kỷ luật, VN Express dẫn lời bà Ngân nói xin trích, có ý kiến nói lãnh đạo Hậu Giang không có vi phạm sao bị kỷ luật. Theo hồ sơ, lãnh đạo Hậu Giang có trách nhiệm trong vụ này. Lần đầu xin một phó chủ tịch tỉnh ở Trung ương đưa về, nhưng lần hai thì xin đích danh ông Trịnh Xuân Thanh. Việc này cũng không thông qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mà không thông qua Thường vụ tỉnh là sai. Việc làm này không đúng nguyên tắc, gây ảnh hưởng Đảng bộ và nhân dân Hậu Giang. Truyền thông Việt Nam hôm 1 tháng 12 cho hay rằng Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản đã xác định các biện pháp kỷ luật về mặt đảng với 6 quan chức của tỉnh Hậu Giang và Bộ Nội vụ do có liên quan đến những sai phạm của ông Trịnh Xuân Thanh. Theo bà Ngân, hiện có một số trường hợp trong số này ở Trung ương, Bộ Nội vụ kêu oan. Báo điện tử Vietnamnet dẫn lời bà Ngân khẳng định quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về phòng chống tham nhũng rất cương quyết, không có vùng cấm. Bà Ngân mới trở về nước sau khi dẫn đầu một phái đoàn cấp cao của Việt Nam tới Cuba để dự tang lễ của cố lãnh tụ nước này, ông Fidel Castro. Vụ việc liên quan tới ông Thanh bùng lên sau khi truyền thông trong nước đưa tin hồi tháng 6 về chiếc xe sang trị giá nhiều tỷ đồng do ông sử dụng. Bộ Công an Việt Nam phát lệnh truy nã quốc tế với cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam hôm 16 tháng 9 sau khi khởi tố ông này vì tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 165 Bộ Luật Hình sự. Hiện không rõ là ông Thanh đang ở đâu. Một loạt các tờ báo ở trong nước từng đề cập tới các tin đồn trên mạng xã hội về việc cựu Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang có thể đã rời Việt Nam, chạy sang nước khác, trong đó có thể là Đức. Việt Nam có thể mất nhiều thập kỷ mới có người như Bill Gates, Jack Ma. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã dự một buổi lễ tuyên dương các học sinh xuất chúng hôm 3 tháng 12 ở Hà Nội. Báo chí nhà nước tường thuật rằng Thủ tướng đã chúc mừng và đánh giá cao các học sinh đoạt giải Olympic quốc tế hoặc có kết quả xuất sắc tại kỳ thi Trung học phổ thông năm 2016. Ông cũng bày tỏ lòng tri ân đến các thầy cô giáo. Năm nay Việt Nam có 37 học sinh tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực. Có tới 36 trong số 37 học sinh đã đoạt giải, gồm 9 huy chương vàng và 25 huy chương bạc đồng. Thủ tướng phát biểu tại buổi lễ rằng Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, do đó phải có sự sẵn sàng về chất xám, về nguồn nhân lực. Ông Phúc nhấn mạnh, ngành giáo dục phải đổi mới toàn diện, phải thực sự mang tinh thần kiến tạo phát triển. Và ông cho rằng, như vậy chúng ta mới hy vọng có những nhà kỹ nghệ, nhà khoa học, doanh nhân như Bill Gates, Thomas Edison, Jack Ma ở Việt Nam.
Tiến sĩ Vương Quân Hoàng, một giảng viên quản trị kinh doanh ở Hà Nội, nói với VOA rằng có cơ hội để niềm hy vọng mà Thủ tướng nói đến trở thành hiện thực, dù còn có những khó khăn ở Việt Nam. Tôi thấy rõ ràng năng suất lao động khoa học tăng khá nhanh trong vòng khoảng 5 năm vừa rồi. Chỉ có một điều là như này, cái việc tiến triển đấy nó vẫn còn ở dưới mức tiềm năng xa. Một trong những cái thay đổi khó nhất là trước nay nghiên cứu cơ bản thì thường nghĩ đến các ngành khoa học tự nhiên, ít khi nói đến các vấn đề các lĩnh vực xã hội. Thực ra cái khoa học xã hội là rất là quan trọng. Châu Âu và Mỹ chẳng hạn, một trong những cái đà thúc đẩy họ chính là khoa học xã hội, họ phát triển rất là tốt và sớm. Thế thì dường như ở mình thì cái đấy lại có vẻ như là không phát triển kịp so với sự phát triển của khoa học cơ bản. Cái thứ hai nữa là bên cạnh đấy thì mấy cái năm vừa rồi là cũng nói rất rõ là cái hệ thống đạo đức khoa học là rất có vấn đề, đặc biệt đối với các bậc trình độ đào tạo trình độ cao. Mà cái đấy là rất nguy hiểm bởi vì đấy là những cái máy cái sau này để sản xuất cho xã hội. Theo tiến sĩ Hoàng, tự do trong học thuật, tư duy và tranh luận là những điều kiện rất quan trọng để mọi người nói chung và các nhân tài nói riêng phát triển. Thực ra cái vũ khí quan trọng nhất của một người nghiên cứu và của những người làm công việc phát minh hoặc là suy nghĩ những điều mới là họ được tự do suy nghĩ. Có một cái yếu tố nữa là nó cũng là cả cái bản lĩnh và sự quả cảm của người làm nghiên cứu nữa. Ví dụ thế này, nhìn thấy một vấn đề bảo cái này sợ, cái này khó, khiếp, cái này đây nó mới làm được. Đấy đang tự lùi lại rồi. Luật sư Lê Luân đồng thời là một nhà hoạt động vì tiến bộ xã hội cũng chia sẻ với tiến sĩ Hoàng về tầm quan trọng của tự do tư duy, tự do tư tưởng. Ông nói với VOA. Tư duy tự do thì đương nhiên rồi. Đấy là một vấn nạn, tức là chúng ta đa thường thì chưa phát triển được cái khả năng tư duy, khơi được cái khả năng tư duy con người, cái tự do và cái sáng tạo. Và chúng ta đã thường áp đặt tư tưởng vào tháng tư để có thư ngỏ và đưa ra cả phương án, tức là 4 điểm, tức là 4 vấn đề lớn ấy, để giải quyết, để tạo ra một cái nền giáo dục thực sự được khai phóng, mà chúng ta có nhân dân bản để đưa đất nước phát triển được. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái này bây giờ nó có phụ thuộc vào là cơ chế, chính phủ thì vẫn phải những quyết sách lớn thì phụ thuộc vẫn vào cơ quan chức năng lớn hơn, có tác động lớn hơn. Tôi nghĩ rằng là đây là một cái gọi là thay đổi tư tưởng và thay đổi cả một cái vấn đề liên quan nền tảng xã hội. Đây là thực sự là nếu mà nhanh thì cũng mất khoảng một vài thập kỷ. Nếu đấy là cái sự thay đổi có cái hướng tích cực. Trên mạng xã hội, nhiều người cũng tỏ ra hoài nghi về khả năng trở thành hiện thực đối với lời của Thủ tướng về hy vọng có những Bill Gates, Thomas Edison và Jack Ma ở Việt Nam. Cựu tổng biên tập Dũng Cảm Lý Tiến Dũng qua đời. Ông Lý Tiến Dũng, cựu tổng biên tập báo Đại Đoàn Kết, mới qua đời hôm 4 tháng 12 ở thành phố Hồ Chí Minh, thọ 58 tuổi. Các nhà báo quen biết ông nói ông bị ung thư thận. Cáo phó của gia đình ông cho hay ông sẽ được an táng vào ngày 7 tháng 12. Ông Lý Tiến Dũng được các đồng nghiệp báo chí Việt Nam ngưỡng mộ vì ông được coi là một tổng biên tập dũng cảm hiếm hoi. Vào tháng 11 năm 2007, duy nhất chỉ có báo Đại Đoàn Kết do ông Dũng làm tổng biên tập đã đăng một bức thư của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, trong đó vị tướng phản đối kế hoạch dỡ bỏ hội trường Ba Đình để xây tòa nhà Quốc hội mới trên khu di tích Hoàng thành Thăng Long. Việc làm của báo đã bất chấp lệnh của Đảng Cộng sản gửi đến các cơ quan báo chí yêu cầu cấm đăng bức thư. Tháng 12 năm 2007, ông Lý Tiến Dũng gửi một bức thư lên lãnh đạo Đảng về một số vấn đề không bình thường tại Ban Tuyên giáo Trung ương. Nội dung bức thư này được phát tán trên Internet, cho thấy những lời lẽ phê phán trực diện ông Hồng Vinh, phó Ban Tuyên giáo vào thời điểm đó. Thư cũng viết rằng trong ban có quá nhiều người làm không được việc, không được đồng chí và nhân dân ủng hộ. Gần một năm sau, cơ quan chủ quản của báo Đại Đoàn Kết là Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ra quyết định cách chức ông Dũng và vị phó tổng biên tập của ông, song không nêu lý do cụ thể. Ông Dũng được nhiều nhà báo Việt Nam nhìn nhận là người yêu nước, có năng lực và dũng cảm, bảo vệ sự thật. Từ Nha Trang, nhà báo kỳ cựu Võ Văn Tạo nói với VOA. Trong 20.000 nhà báo, khoảng 20.000 nhà báo ở Việt Nam, những người có thẻ đó, cái số mà anh em phóng viên và biên tập viên mà có tấm lòng, có sự can đảm ấy, thì nó không ít đâu. Nhưng mà cái số mà tổng biên tập ấy, tức là trong cái số lãnh đạo, thì rất hiếm người mà có lòng can đảm. Khi mà Lý Tiến Dũng anh làm tổng biên tập muốn đăng cái đó, và tôi và cùng đồng nghiệp là hết rất ngạc nhiên. Sau cái vụ của anh Lý Tiến Dũng ở Đại Đoàn Kết ấy, thì tôi cảm giác như cái không khí mà tự do báo chí nó nhập chậm lắng hẳn xuống, mà cái sự can đảm của báo chí Việt Nam này nó cũng giảm rất là nhiều. Việc đàn áp của họ là có hiệu quả đó. Ông Lý Tiến Dũng sinh năm 1959, từng là đại úy quân đội nhân dân Việt Nam trước khi trở thành tổng biên tập báo Đại Đoàn Kết. Lũ lụt do mưa kéo dài từ cuối tháng trước đã làm ít nhất 10 người chết ở miền Trung, trong khi mưa lớn được dự báo sẽ đổ xuống trong những ngày tới.
Theo thống kê của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Bình Định có 6 người chết, 3 người bị thương và Quảng Ngãi có 4 người chết, 1 người mất tích. Cả hai tỉnh có hơn 10.000 hecta lúa và hoa màu ngập úng. Báo Thanh Niên đưa tin, 3 trẻ em độ tuổi từ 4 đến 13 bị nước lũ cuốn trôi ở tỉnh Quảng Nam hôm 3 tháng 12. Ngày 4 tháng 12, mưa tại các tỉnh Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam đã ngớt, nước lũ bắt đầu rút. Nhưng so với hôm qua, số người thiệt hại tăng lên do kết nối thông tin được với nhiều vùng bị mất liên lạc, theo VN Express. Truyền thông Việt Nam dẫn lời cơ quan khí tượng quốc gia cho biết rằng không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao từ tối ngày 30 tháng 11 đến ngày 3 tháng 12, khiến từ khu vực Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa to, riêng Quảng Nam đến Bình Định mưa rất to. Cơ quan này cảnh báo rằng từ ngày 5 đến 9 tháng 12, khu vực Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa khả năng xuất hiện đợt lũ lớn. Hãng tin Reuters dẫn phúc trình của chính phủ Việt Nam nói rằng lũ lụt đã làm 56 người chết ở các tỉnh miền Trung kể từ tháng 10. Còn về thiệt hại của hơn 200.000 căn nhà và tài sản cũng bị ảnh hưởng, gây thiệt hại hơn $300.000. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hôm 4 tháng 12 đã lên tiếng giải thích về việc nhiều quan chức bị kỷ luật liên quan tới vụ việc của ông Trịnh Xuân Thanh sau khi nhận được chất vấn của cử tri quận Ninh Kiều, Cần Thơ. Trả lời câu hỏi của cử tri về việc chưa công bằng bởi người đứng đầu không bị gì mà cấp dưới lại bị xử lý kỷ luật, VN Express dẫn lời bà Ngân nói xin trích, có ý kiến nói lãnh đạo Hậu Giang không có vi phạm sao bị kỷ luật. Theo hồ sơ, lãnh đạo Hậu Giang có trách nhiệm trong vụ này. Lần đầu xin một phó chủ tịch tỉnh ở Trung ương đưa về, nhưng lần hai thì xin đích danh ông Trịnh Xuân Thanh. Việc này cũng không thông qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phó chủ tịch UBND tỉnh mà không thông qua Thường vụ tỉnh là sai. Việc làm này không đúng nguyên tắc, gây ảnh hưởng đảng bộ và nhân dân Hậu Giang. Truyền thông Việt Nam hôm 1 tháng 12 cho hay rằng Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản đã xác định các biện pháp kỷ luật về mặt đảng với 6 quan chức của tỉnh Hậu Giang và Bộ Nội vụ do có liên quan đến những sai phạm của ông Trịnh Xuân Thanh. Theo bà Ngân, hiện có một số trường hợp trong số này ở Trung ương, Bộ Nội vụ kêu oan. Báo điện tử Vietnamnet dẫn lời bà Ngân khẳng định quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về phòng chống tham nhũng rất cương quyết, không có vùng cấm. Bà Ngân mới trở về nước sau khi dẫn đầu một phái đoàn cấp cao của Việt Nam tới Cuba để dự tang lễ của cố lãnh tụ nước này, ông Fidel Castro. Vụ việc liên quan tới ông Thanh bùng lên sau khi truyền thông trong nước đưa tin hồi tháng 6 về chiếc xe sang trị giá nhiều tỷ đồng do ông sử dụng. Bộ Công an Việt Nam phát lệnh truy nã quốc tế với cựu chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng công ty xây lắp dầu khí Việt Nam hôm 16 tháng 9 sau khi khởi tố ông này vì tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 165 Bộ Luật Hình sự. Hiện không rõ là ông Thanh đang ở đâu. Một loạt các tờ báo ở trong nước từng đề cập tới các tin đồn trên mạng xã hội về việc cựu phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang có thể đã rời Việt Nam, chạy sang nước khác, trong đó có thể là Đức.